trời tới rồi, thấy em không vô cho con ngủ, mà em ngồi này ngắm mấy bộ đồ mới hoài vậy em. Thì đồ đẹp tôi mới ngắm, như tôi đẹp ra đường mới có người ngắm. Hôm nay em nói cái gì vậy? Anh không hiểu ý em muốn gì. Anh không hiểu ý em muốn gì à? Tôi muốn rời bỏ căn nhà này, rời bỏ căn nhà dột nát này, anh hiểu chưa? Dạ, em nói sao? Căn nhà dột nát này nghèo khổ lắm phải không em? Em là người vợ mà anh hết dạ yêu. Anh quan trách chi
hề trong bên dài kiếm không nghe ơi. Anh ơi tôi đi nhưng về quán hàng tôi sẽ lắng nghe dù chỉ một lần. Thank you.